Bán đất bề ngang 45 mét, bề dài 70 mét, giá 1.2 tỷ. Ủa đất đâu rẻ dữ trời. Ở dưới chân núi Bà, Tây Ninh. Trời đất ơi, chỗ này rẻ rồi phải rồi. Bán đất quận 7, khu này được à, có lý à. Mở nhà hàng được, bề ngang 20 mét, bề dài 35 mét, với giá 8 tỷ rưỡi. Quận 7 mà chỗ nào mà cái giá có hợp lý quá vậy ta. Chiều nay đi coi cái miếng đất này coi. 7 tỷ mấy thì coi được, cũng được. Chiều nay dẫn bà Tám đi coi mối này là có lý à. Ủa sao sáng giờ ế quá, không có khách khứa gì hết trơn cái trọi vậy trời. Dạ. Dạ. Mới nói có liền. Hên, bữa nay hên. Dạ, từ từ. Lê. Dạ, từ từ. Dạ, tới rồi. Lẹ lên. Sáng gặp đây, dạ, đỡ. Dạ. Nhanh. Dạ, từ từ anh. Dạ, em tới. Lẹ lên. Dạ, em tới, từ từ. Lẹ lên. Không kịp lên đề phái luôn nha. Đi đâu? Lên tôn đâu? Dạ, lên tôn gần đây nè. Đây, ngã tư này quẹo qua tới rồi. Thầy không? Dạ, thiệt. Thầy đi. Dạ là em mà nói láo á, cho về vợ em bệnh nặng nằm bệnh viện á. Thầy ác là lôi vợ ông vô đây vậy? Không phải, nhà em nghèo mà vợ em nằm bệnh viện, em có đóng tiền bệnh viện tốn tiền vậy. Mà đừng lên tôn cần nghe thầy không? Dạ lên đi, lên đi. Ở đâu? Đây là tôi chạy chưa tới 2 phút, tới ra tư tôi quẹo bạc ở đó rồi. Quẹo đang cái tới không? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hỏi thăm đường. Trời. Hỏi thăm đường bắt tôi thề đó trời. Thằng khôn. Sam. Dạ. Nhanh lên giùm em, gấp lắm. Dạ, chạy chút. Lên đi anh ơi, gấp, giờ còn có 5 phút nữa đó. Dạ, biết rồi chị, chạy chút. Nhanh chân lên, Tới liền đây. À. Đi đâu. Sân bay phải không? Ừ. Rồi, sân bay, gấp không? Gấp lắm. Rồi, lên. Đây sân bay nhiêu? Dạ, 8 rưỡi. Cái gì mắc vậy? Trời ơi, gấp mà tôi chạy gấp cho chị thôi nhá. Thôi được rồi, thôi. Tiền bạc không thành vấn đề. Ôm đi. Trời ơi, tôi chạy. Ê, chưa, anh coi giùm tôi mấy giờ rồi? 8 giờ. Cái gì? 8 giờ rồi hả? Ừ. Trời đất ơi. Tôi chạy hả? Trời ơi, mới có 8 giờ hả? Dạ. Trời ơi, tôi ngủ quên, tôi tưởng 10 giờ rồi đó. Không sao, tôi chạy xíu tới liền kìa. Đừng lo vậy, ôm đi. Còn sớm dữ vậy hả? Còn sớm. Dạ. Dạ thôi. Hả? Cảm ơn anh. Tôi đi bộ được rồi.